Thôi ông bác đừng có buồn nữa. Nhiều khi tôi nằm suy nghĩ, tôi hồi đi, tôi giống ông già bà già khi nói thiệt. Dạ. Đi tới đâu rồi chỉ biết làm phước. Dạ. Mà tôi đâu có làm điều khốn nạn gì đâu. Mình xét trong lòng không, lương tâm tôi không bị trừng phạt rồi. Dạ. Cái đó nói bằng sự thật. Mà tại sao tôi con cháu như vậy rồi tôi giúp mà giúp, tính giúp khỏe rồi đó. Phải không? Dạ. Nhà cửa có số tiền đưa cho con là tính rồi, bắt đầu cuộc sống nó cũng khỏe rồi. Thấy cũng vậy nữa à, chết rồi. Dạ. Không thấy rõ ràng không? Chứ đâu phải tôi nói xàm đó. Dạ. Chú có lại nhà tôi biết rồi. À chú lại nhà con nhớ ngày đầu tiên con gầy về nhà chú. Con gặp chú là con thấy dáng chú chắc cái xe đạp á, chú đi ngang qua một bên luôn á, con ngồi phía về chú đó. Ờ. Chú chạy theo. Tôi đi mà nó xin lỗi, tôi đi lượm mũ, lượm đồ lúc đó. Lúc đó đi lượm mũ mà. Người ta gặp tôi á, dầu biết mấy xa không? Chạy theo, xe chạy theo, kêu lại cho mũ á. Người ta quý ông bác đến nỗi bà ơn hả? Ta thương tới cỡ đó chứ không phải mà đi ngang mà người ta thấy mít đâu, không có đâu. Tôi đi tới đâu ai cũng thương hết á. Dạ. Bởi vì tôi thấy cái lỗ gà đi sâu vậy nè, tôi lúc nào trong xe tôi cũng có cái giá theo. Dạ. Tôi đâu có phe của đâu đâu. Cái giá đó là để xúc đất đó, với đá đó là đổ vô cho xe người ta chạy đừng té. Dạ. Đi quê đó. Có như mình làm phước không bác ha? Cái đó mình không làm phước mà tụ nghiệp cho mấy cái người nghèo chạy không đã ôm với vùng quê đó. Người ta té tụ nghiệp người ta không gì, người ta nuôi con người ta không nổi. Cũng như còn bị tai nạn nữa thì tụ nghiệp người ta thôi. Còn mình bây giờ giả tỷ đi lượm rồi té cũng không sao nữa, giả tỷ đi phải không? Dạ. Dắt chạy xe máy đạp mà hư hao gì đó. Tôi tối ngày về tới thì giả tỷ buồn thì đi ra chợ Cầu Giáng nó mua gì vô rồi làm đồ nhậu chơi gì với bè bạn á nha. Dạ. Còn bèo quá thì thôi, chiều á là miễn mà không còn hơi sớm á, tôi lợi thăm mấy đứa cháu là tôi mua phải 30-40 ngàn bạc bánh rồi đó. Dạ. Chạy lợi chỗ trọng đó. Dạ. À chú ơi, bây giờ à chú biết cái tin mà mai mốt trọng cho con đi học chưa? Trọng tính cho quý đi học luôn á. Ừ. Rồi cho chú tính đi học luôn nào nó giúp á. Tóm lại là con có đợi đi học hết luôn đó. Ừ. Thậm chí mà thằng nhỏ nhất á cũng gửi cho trẻ luôn. Ừ. Gửi cho trẻ cho cô giáo giữ. Tài trợ 4 tháng nhưng mà mới được kiểu là chị Thùy là phải đi làm. Phải đó. Phải đi làm. Dạ. Thì phải đi làm. Tới chịu thì mẹ nó giữ. Dạ. Rồi mình lỡ mình thăm. Dạ. Cũng mừng cho cháu. Tại đến nỗi bây giờ mà Trọng nói ở đâu cũng tới đóng tiền học phí cho Trọng luôn đó. Chứ mà bây nếu giờ... nó lên trên này ý là vậy đó. Rồi tôi nè, tôi tính nếu nó không nổi thì tôi cũng tiếp nó, mà tiếp ông nội tôi gì đâu. Nếu như mà vợ Trọng á ra bán trái cây á thì con chỉ đưa vốn cho bà con Mạnh Thường Vương cũng lấy con rồi. Khi nào Trọng cần vốn với trái cây cần ở đây bán thì nói một tiếng thì con tiền cho rồi vợ Trọng ra bán. Con lấy chứ thì lâu lắm rồi, gần có nữa hai tuần nay, gần một tháng thôi chú. Từ khi vợ Trọng nó nghỉ ví dụ 2 tỷ tới giờ luôn đó, mà mới đi đâu mà Trọng nó có từ ư nó có chuyện làm tới giờ. Đi bây giờ ra đường con nghĩ là bây giờ là thằng Trọng nó cho vợ đi làm là phải hành lý nhất á, với con học ở đây hai chồng cùng làm chỉ cùng nuôi con gán khổ vài năm để cho mấy đứa cháu nó có trình độ đúng ha, rồi nó đỡ lắm, nó không có quậy quạng, không có phá thấy. Dạ. Những gì đó có vợ Trọng là đi trường cái người ta dạy nó đó thì nó ngoan, còn cái lỗ mà không ngoan tôi hỏi nó lì mà đuổi hoài không đi. Cái đó mới ngu dạy đó. Dạ. Bởi vì mình đáng thương là vậy đó. Dạ. Khi nó hết cái đó thì nó đỡ cho mình chứ. Dạ. Nó tí mình nó vô con xe đó là nó biết nó vô rồi. Dạ. Còn này không có. Quánh luôn cũng không chịu vô. Lì quá do không được. Ừ. Đi học vậy vô đồng bàn á. Dạ. Thấy như vậy đó mà tôi mới thôi sao bây giờ tôi suy nghĩ nhiều lắm á, làm đêm suy nghĩ bây giờ nó dù số tiền lớn nhỏ gì đó, nhà cửa gì nó cũng đầu ngón tay mình tạo ra. Dạ. Cũng mừng, ai cũng đâu phải ở không đâu, người ta cũng mừng như con chó, mình cũng vậy. Mình mừng nó có khác gì đâu, con chuột chứ được lớn con chó. Dạ. Tôi hỏi dưới sông gì mỗi lần tôi bè dưới sông đó,
với biển đó. Nhiều khi mình nói xin lỗi có cá sấu nó làm cái bịch là xong ngay, phải không? Có nên tôi ngoài biển mà chẳng thà tôi thái như vậy đó, ở ngoài biển dơ dơ rồi mình ca hát đồ mình nên vậy đó vui. Ở dưới Hà Tiên hả chú? Ở biển Kiên Giang á. Kiên Giang vậy. Mình không phải là điệu hạnh mà sự thật nó khổ quá chú rồi. Mà... khổ là khổ. Cam xấu quá hả chú? Quá xấu. Đi vô ông bác thì còn được chắc khoảng hơn 10 kg là hết rồi. Giờ mình chắc cam giống hệt ông cùi leo lên núi. Ông gì? Ông cùi. Ông cùi à? Ông cùi lên núi. Ở trên núi nữa. Dạ. Nó sần sụi không? Đâu chỗ nào bóng. Không mà mà xấu thì nè thấy không cái gì vậy? Dạ. Ôi ông bác dạng bán hết hôm nay đi, coi như là mình xả hết hàng hôm nay, ngày mai mình lấy cam ngon hơn, đồ ngon hơn. Chú lấy cam cho nhà nhỏ nhỏ thôi, còn cỡ vậy nè anh yêu. Cỡ vậy em thấy dễ bán nè. Cỡ đó ngon đó. Dắt tâm nước cam nó ngon ngọt mà cam nó nước chưa lắm cái này nó ngọt hơn đen giờ mình thấy gì chứ xẻ ra ngon lắm. Dạ thử quay lên thì đây 4 ký. Người ta không từ tiền thùng ra ta ơi. Chỉ cần lại nó mất mình 4 cái nhiêu tiền, có tiền rồi đó. Nhưng mình không biết, mình không chịu nói với người ta quen người ta phải trừ tiền thùng chứ. Nói chung là mình không có công tình với cái chợ Bình Điền. Vì sao chợ Đồng Quân Thủ Đức mình có công tình hơn. Mình bị hai lần rồi. Nhiều khi người ta thấy mình không nói người ta cũng trừ luôn. Không trừ. Dạ, không. Mà không biết lại mày luôn. Sao mày chết. Em thấy Bình Điền dễ hơn Thủ Đức á, Thủ Đức lần trước mà mua vải hư hết cái vẹn nửa thùng đó. Cuối cùng mình đâu nói được gì đâu. Tại mình mua cũng giờ cũng chế. Cũng vậy hết đi. Cái chợ nào cũng là cái chợ thôi. Mà quan trọng là gặp người tín hay không thôi chứ ở đâu cũng vậy. Gặp bạn hàng gặp bạn hàng mà lấy nhiều mà lấy lâu năm thì có ai dám, ai dám đưa. Ai dám đưa vậy? Mày đúng không chú ơi? Ông chú mà bạn hàng là 10 năm coi thử coi nó dám đưa vậy không? Chứ mình nó sợ bây giờ mình lên con bóc phốt đó, con bóc phốt người ta cũng sợ lắm đó. Sáng chị đó cũng biết kênh con, chị cũng coi mà chị nói để chị chuyển tiền gửi đây cho chú cho. Đúng rồi, chuyển tiền lại đúng chứ đâu phải 1 ký đâu. Thà 3 ký mình bỏ đúng không? 17 ký gần 20 ký là mình có được 1 bịch rồi. 2 ký có thể là mình thông cảm, 3 ký thông cảm đúng không? Tại vì cái sắp xếp phải có 1 2 tay hư. Ừ. 3 ký, 2 ký là mình bỏ qua được đúng không? Ở đây tới 10 mấy ký là có vấn đề rồi đó. Cam loại 2. Tại vì anh nói là nó cam loại 1 nhưng lần trước vậy đó, lần trước nó ngon lắm, lần trước nó tươi rồi à. Đúng rồi, lúc đó anh có nói bả là lấy cam loại 1 không? Nói, anh nói là giống y chang lần trước vậy đó, giá tiền y chang và lấy y chang lần trước vậy đó. Nhưng mà cam này lần trước không ngon, cam này cũng không ngọt bằng cam lần trước nữa. Nếu giờ lấy về là... bỏ nó dày hơn lần trước. Nó bạn 2 mà... bạn 2 á. Cái cười hổng ẩu luôn á. Thấy cái đời ta sắp tàn, mà không biết chết ở đâu á. Thiệt chứ. Thôi trên quay clip đừng có nói chết. Chú nói vậy phải đâu. Bởi vì mình thấy kinh tế mà làm không ra tiền được thì dạ thì chú có bán tà đi thì nó không bán rủ lắm tính là một bây giờ tôi lo ý là tôi lo thân tôi không được mà tôi lo cháu tôi không được nữa là tôi thấy dạ tính ra là 150 ký là chú bán 2 ngày tính ra 1 ngày chú bán cũng được một nửa cũng ngon rồi dạ em út nói chung thì bây giờ không? Đồng ý rồi nhờ giải cứu là nhiều thôi nhờ em út giải cứu không dạ. À cái này còn hơn mấy đứa vay cho tiền nữa chứ bán cái gì kỳ dạ phải không chú thấy gì khi nào bán mình bán ở ngoài mà người ta mua á mà ngày chú kiếm được 40-50 ngàn 50-60 ngàn tôi hạ tiện tôi sống cũng được nữa dạ mà còn cái này là giải cứu không giải cứu không à cũng như tiền của người ta cho rồi sống gì đó ừ lại dạ tao đúng chứ giọng này chết thiệt chứ không phải chơi đâu dạ. Cái hồi như em út nó không còn cứu nữa thì bây giờ ai cứu bà nội tao cứu chứ ai cứu nữa bà nội tao cứu thế đó là sự thật chứ nó rầu lắm nói chung là vừa mừng vừa rầu bác ha mình mừng vì có người giải cứu nhưng mà lo sau này mà không có người giải cứu á thì lúc đó mình bơi sao bác buồn gì cái này là người ta cho người ta chửi nữa chứ bộ người cho là người chửi nữa chứ bộ chứ mừng gì cũng mệt lắm chứ bộ có chỗ mua có chỗ chửi nha người không mua tao mới chửi người thì mua người thì chửi nói chung cái xã hội là mình thế nào cũng phải bị đòn hết ai cũng bị la bầm dập thôi bởi vì
10 người thương. Bây giờ tôi cho 10 người thương đi, cũng phải có một người ghét. Trời ơi, cái này là 10 người thương là con thấy 9 người ghét rồi đó. Nói vậy đi. Dạ, mình nói vậy. Con biết phải chấp nhận chú ơi. Ví dụ như anh Khương vừa đi, anh rất là tốt như thế mà cũng có người gọi anh lên chửi anh đây giờ thấy chưa? Đồng tôi đó, đồng ý. Anh đâu vậy chú? Tâm Phật. Bây giờ. Tâm ơi. Đây là đứng ở đây, đứng lên nói chuyện cái coi. Rồi rồi. Đi đâu mà vụ bây giang? Sáng giờ có thăm tra hỏi thăm tra bạn như thế nào không mà đi hoài trọng. Sáng giờ đăng clip tới giờ này mới quay ba cái sản phẩm á. Tình hình sáng giờ sao rồi? Đầu đi sao cái khúc giữa nghe coi. Cái gì? Ơi, ba em đang nướng rầu nè. Vậy gì anh? Rầu cam nó hư nhiều quá đó. Cam rồi do mình lấy mình nói với chủ người ta dễ mà người ta trả tiền này rồi người ta vậy đó trời chủ gì quá im rồi có gì đâu mang hơn cũng đó mình bán trái cây á thì hư mình nói với người ta đổi lại chứ có gì đâu dạ chứ anh đặt á là mang hơn anh không hết nữa nhiều khi cha cũng đi gì đó rồi không biết chỗ lấy á nhờ mấy anh đặt giùm với em anh thấy không nhầm cái khi cô chú ta gửi hả nhầm bữa nó hư rồi nhiều mà có nói đâu nín tin luôn á rồi bởi vì như cái vụ sầu riêng coi như là hư hết 90% đó mình có ra mình đổi đâu bởi vì mình buôn bán mà phải đưa coi cái động dạ coi đứa coi gì vậy anh đâu mà giữ gì khó đâu giữ ra người động trời ơi tại em làm gì cho nó dòm nhiều khi rớt đất mình dòm thấy vậy á phá là phá cũ ngày xưa nha anh nghĩ sao chưa cổ dùng cái chơi sao để vậy trời chạy bả đi coi nè nhà nó có một cái nhà nè mà nó lôi chìa khóa nội chứ nè có chìa khóa này là quan trọng thôi nè cái này chìa khóa à chìa khóa này nè hai này quan trọng cái này là để cho nó chết được bây giờ ý là mình làm ăn không được rồi banh khác rồi mà rồi còn cái cảnh này nữa biết cái đầu mình hơi khùng mà nó muốn khùng thêm chỉ giờ mình suy nghĩ sao chú có suy nghĩ hướng nào không chú có suy nghĩ gì không không có suy nghĩ gì khác là đi bây giờ cho nó hết cái này đó là hơi khỏe trong lòng cái đặng lơi đi mua nhưng mà tôi mua giả vĩ như mức độ của tôi cỡ chừng 100 nếu cái nào ngon đó cỡ 100 bán hai bữa đi cũng được chứ cỡ 150 nhưng mà con thấy cái này á là không thể nó không rồi để nó cái này á không thể mà mình gọi điện thoại kêu người ta đặt nữa đâu không không người ta đặt người ta giao hàng gì là bán chết luôn á thế là ra đấy là có trăm mấy mà nó gần thứ thiệu cũng gần 20 kg gì đâu thư nếu cái này người ta dạt là tôi sẵn sàng dạt luôn rồi đồng ý nó ngon phải không nhưng mà cái nó đen xấu quá đen rồi ai mà mua phụ nữ nó mắc cỡ nữa bây giờ không có đứa phụ nữ nào mà lại mua nó em này bà nội ơi con mua cho bà nội ơi lại là không phải không phụ nữ nó kỹ lưỡng lắm dạ cái này giống hệt ông cùi mà leo núi chứ còn cái nó có cười ông cùi leo núi thế bây giờ ví dụ như chú muốn cái cam ngon là chú phải ra đó chú lựa hình như trước chú cháu lựa thấy không chú cháu lựa trái nó hơi con khác không ăn ra mình dòm thấy trái cái ấy là mình biết rồi giả sử của người ta mới hái hay là gì mình biết liền chứ lột dồn mấy lá thôi lựa thôi chứ còn đưa cho người ta đưa cho người ta làm thì coi như là hư hết tại vì mình tin tưởng người ta nhưng mà người ta không có tốt nó thành như vậy chỉ sợ đúng rồi mình tin tưởng người ta lừa đảo chứ cam này nó cam cũ cam này cam lộ ngon chứ không phải loại dở nhưng mà nó có nghĩa là nó cũ nó bị cũ nó đưa theo kiểu để 2-3 bữa rồi đó nó mềm nó sắp chín rồi đó nói chung là cái ống này là người ta lựa hết rồi còn sót lại người ta bán cho chú bán cái hàng dạ đây là vô người ta chuyển tới nó không phải như chú bây giờ em đang đặt hàng ngon đó đặt chú hàng mấy lần trước đó giá thì ngay trang vậy nhưng mà hàng nó ăn xấu hơn giá đang ngon nè đây thì rất là nước bỏ chú chiếc chữa vô rất là ngon luôn đá vô mấy cô chú này móc cái cống á chú móc cái cống móc bùng á móc bùng ở dưới á ông mất hết con đường rồi luôn á vậy đó hả cái ngày này cũng mệt mỏi lắm buồn giờ đang dặn nói chung
cứ nếu xã hội không có mấy người này là bị bích bất cống luôn á. Bởi vì mỗi người có một cái nghề. Dạ. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng làm. Dạ. Làm cái chuyện này người nào mà chuyên nghiệp á thì nó làm được. Dạ. Cho nên có rất quý. Thường bây giờ cái kiểu như là nghề nó chọn người chú à. Nghề nó chọn người á. Ừ. Chứ người không có chọn nghề được. Mấy cô chú này cũng đâu muốn mà mình mãi lúc nào cũng hôi thúi đâu. Nhưng mà vì công việc mà lúc thì phải chấp nhận thôi. Mưu sinh gia đình. Mưu sinh gia đình thôi. Thấy gì chứ đi ra ngoài đời giờ thấy thiếu gì người khổ trời. Dạ. Phải chịu không nổi luôn. Dạ. Khổ hơn chú nữa. Ừ. Chú còn ở nhà để bán, người ta còn có nhà để bán, không có chiếu để nằm. Nên khán giả người ta nói tại sao giúp gia đình dòng xuống hoài mà không giúp hoài kia rất là nhiều hoàn cảnh. Mà đâu phải hoàn cảnh nào người ta cũng cho mình quay đâu. Đúng rồi. Đâu phải hoàn cảnh nào mình cũng tiếp xúc được để mình quay đâu. Ví dụ như con quay chú rồi chú tương tác với con ok về mình quay, còn nhiều người ta không chịu nói con nào quay gì. Người ta nói không có duyên nữa ta, khán giả không muốn coi. Rồi không coi rồi lấy đâu ai giúp. Nên khán giả nào mà ví dụ biết hoàn cảnh nào mà ngang trái rồi thì cứ giới thiệu đúng không anh yêu ha? Giới thiệu tùy duyên, tùy duyên chứ. Chứ đâu phải muốn quay đi kiếm nhân vật quay là mọi người bình luận dễ lắm anh. Nhưng mà quay khó nhưng lắm. Nhưng mà khi mà cầm máy đi quay đi thấy cảnh đăng lên thì mới có chú không mỗi, coi ủng hộ. Một cái gì đó đều có một cái khó trong đó. Đúng rồi. Dạ. Chú không có cái khó của chú đúng không? À. Mà con không có cái khó của con. Mà Mạnh Thường Quân cũng có cái duyên của họ. Duyên của họ dạ. Làm sao mà mình ép được. Họ có công tình với người nào thì họ cho người đó. Cho còn duyên phận mỗi người. Dạ. Chuyện gì nó mình không có ước được vậy đâu. Dạ. Để tỷ vậy. Không cho được. Rồi con mong là chú từ chiều đây sẽ bán tới chiều nha. Dạ tới chiều rồi hết. Hôm nay đấy chú tôi là bán tới chiều hết can nha. Tự lực bán tới chiều rồi chứ không có mua nữa. Dạ, tự lực.